Rồi quý vị ơi, tiếp theo là 410 nha quý vị. One size 410 là cái combo này 6 cây nha. 6 cây nó là 500 bao phí ship nha quý vị. Anh nào mua thì vui lòng chuyển khoản trước ha. Trong này có 4 cây vô chậu, còn 2 cây chưa có chậu nha. Về nhà mua chậu vô nha, ở đây tôi hết chậu rồi nha quý vị. Cái số 1 là cây sâm núi trái nè. Cây này tôi để dành chơi nhưng mà tôi bán cho quý vị luôn nha. Nè. Đó. Mót mót lại bán combo nha. Một cây ha. Cái cây sơn liễu nha, cây này có chậu luôn nha, cây này bán phải hơn 100.000 nha. Cây này là phải 150 đó. Đó. Có qua có lại nha. Rồi. Cây này cây trà phúc kiến, cây này cũng rất đẹp nha. Đó. Rồi cây này cũng để chơi mà em bán luôn nè, cho trống chỗ luôn. Cây này là cái cây dâm bụp Đài Loan, cái lá nó nhỏ xíu luôn rồi nè quý vị thấy không? Tôi có một cây một duy nhất ép vô chậu vậy nè, nuôi lâu lắm rồi. Này đưa lên bán luôn. Rồi cây số 5 là cây cái gì đây? Linh sam màu gieo bằng hột nha. Quái nha. Gieo bằng hột quái luôn ha. Rồi. Giống lá nhỏ bông đẹp lắm nha. Còn cuối cùng là cây sâm hương nha. Cây này cái chậu không hết 30.000 rồi nha. Cái chậu này mà tôi đóng vô mà về có bể là không có đền nha quý vị. Bán giao kèo trước nha, tôi đóng kỹ lắm nha, mà đi đường xa xa xôi nha, vận chuyển nha. Có bể thì mua cái chậu khác chơi nha, chứ không có đền tôi à. Rồi cái sâm hương đây. Đó. Về kiếm cái chậu nào khác hợp hơn thì vô. Cái này nó cũng quái lắm nha. Rồi. Tổng cộng là 6 cây 500 nha quý vị. Đầu tiên là một cây sâm hương. Rồi lại 5 cây nữa nha. Rồi xuống luôn quý vị ơi.